Dạ, xin chào ông bà cô chú anh chị ở các bạn kênh Huyền Tây nha. Thì ông Út á, ông có cây xài mà nó chín hết trơn rồi. Ông kêu mình nợ hu mình xài cho vòng hàng sớm ăn bớt á, tại vì á cây xài nhiều quá lắm luôn, ăn một mình thì ăn không hết. Đó thì đây nhờ cho em xài cho ảnh, còn người đang quay á là chị Hai mình mới ở nhà. Ơi, cho chú chín nó đi. Cái đó có bị thúi không? À, được chú xài chín luôn nè. Ôi, nó xinh ngon vậy. Lọc cái thử ăn ngon. Mà nó bị gắn rồi nè. Ăn thử nè. Giờ mình lọc xài nè. Ngọc hướng này rồi. Ừ, xà chín cây á. Xà này á, nó chín là ngon lắm luôn á. Dạ. Hơi khó lọc rồi. Hơi khó lọc xíu. Ừ, nó kiểu nó vừa chín tới mà. Vừa chín vậy ngon nè. Nên là vỏ nó cũng hơi khó lọc. Thơm không? Thơm chứ, xà chín luôn. Cái kiểu nãy, hồi nãy em đi chim kêu đi ai. Xin lỗi, lọc hơi bài hại xíu nha. Thì để nó mới chín tới rồi. Đó, thấy nhanh nhất. Sắp được ăn rồi. Chờ đợi lên chút. Đây, ngọt được nhiêu rồi nè. Thì mời bà cô chú anh chị bạn ăn với xài với mình nha. Xài chín cây đó. Thơm lắm luôn á. Ngọt. Chảy nước miếng. Ngon quá à. Thầy xài này mà để nó dài dạ, xong rồi mình học xuống mình vú. Mình vú là nó chín tới ngon lắm. Ngọt. Xài này được cái nó ngọt lắm. Mà ăn sống rồi đó. Nó giòn, nó chua chua ngọt ngọt, chứ không phải là nó chua. Phải nó chua lắm luôn, mà nó ngọt. Ôi, ăn hết trái này nghỉ ăn cơm luôn. Ừ, chả bá luôn. Ngon, mình ăn thành hết rồi. Wow, mùi cống rồi. Một bị luôn. Đi à. Đau đầu. Chín ngọt. Chín ngọt ngay luôn. Tóc nè. Cái xài này ăn xong là no luôn, khỏi ăn cơm luôn. Hái mấy lần rồi đó. Còn bên đây nè, xào bên đây nó cũng chín rồi nè. Nó cháo bên kia cũng chín rồi. Xào bên đây cũng ngon lắm. Xào chín là nó rất là ngọt luôn. Ui dạ. Trời ơi. Léo nữa là bể đầu rồi. Trời ơi. Gặp luôn rồi. Dạ tốt, dạ tốt. Cái tải. Ôi, nãy mình mới đi tới nè, nó rớt cái mực luôn. Thôi, không sao. Đãi. Ghê quá à. Thầy à. Ôi, gì vậy? Ngụm đúng luôn. Nè, cắm này đi. Ăn thử miếng này.
Ừ. Mà hộp xài đâu mà gớt vậy. Ăn ngon quá à. Thơm ngọt lắm. Ồ ừ, sao ngọt. Đây là hộp trái trái thịt. Ừ. Đã quá. Xà chín cây nó ngọt lắm luôn á. Ừ. Ngon. Ê được cục thao luôn. Xà thấy ngon ha. Ôi cái này nó bị ấy rồi nè. Nè. Cái này nó bị ừ. Bị con gì ăn rồi. Ông chích đó. Hello. Nãy đem heo cho bú được rồi. Đây né kìa. Né mới được ghê quá à. Em kia có trái chín nữa kìa. Như mọi con hút cưng cũng hút. Con ừ. Hello rồi. Sắp nhà. Mới nó ngồi dưới băng ghế đó. Nó hơi cưng. Sủa. Kì. Ôi trời ơi. Từ. Nát bét luôn. Trời ơi, học sai đâu mà gớt cũng hoài vậy. Ok. Nó có chai ngứa à. Không chị đem muối hèm. Cái hàng này giòn. Chua ha, chua không? Nó dập xuống á, kiểu nó dập nó rớt cái mấy cái chua cả chừng. À, sống. Thử ít, thử hết ăn với thầy không nha mà. Thì chín ngon quá. Ngọt quá ngọt. Ừ. Ăn để vỏ luôn ngọt. Để vỏ luôn ngon á. Còn ngọt vỏ ăn ở trong á mình thấy nó chua à. Mà để vỏ thì ngọt. Ừ thiệt. Giờ để vỏ ngọt. Không, để thấm không? Không. Chua nhỉ nhỉ luôn. Rồi già rồi. Chín rồi hả? Quá trời, caramel leo như khỉ. Ây da, có mấy trái nó bị hư. Mấy con ong nó chích đó cả nhà. Nó chích vô là nó bị thâm đen. Ừ, thấy ngon. Ừ. Ôi, mấy cái này nó vàng đầu nè. Cái này về vú 1-2 ngày á. Này nó ngon, ngọt. Này để tới ngày mai là chín cho nha. Ui luôn. Ôi, này mấy cái này ngon nè. Hấp dẫn nha. Trời ơi, đậu nè. Xài này ngon lắm. Ăn với mắm đường. Ôi, ốm trồng cây. Cái này là rau đất son. Phải không? Cái này rau hay vua. Quỳ cải xí lách son hả? Nhà mình cũng có nữa chị hai. Bông trang nè. Điện thoại nè. Phải không? Đâu phải đâu. Thằng cây rau ăn được á. Cây rau ấy á. Phải không trời. Cây gì? Cây vú sữa nè. Cây sầu riêng. Ủa? Ủa cây vú sữa, cây sữa, cây vú sữa. Ủa? Cây vú sữa. Phải không ta? Cây sầu riêng. Vú sữa. Ờ cây vú sữa. Cây vú sữa. Hai chị em ngồi bàn đi, cây vú sữa hay cây sầu riêng đi. Trời, tóm cái quần lại là vú sữa hay sầu riêng? Cây vú sữa. Đó là cây vú sữa. Vú sữa.
đang ngồi đợi. Ừ, hay nãy quên làm mắm đường ăn xài ha. Nhà đợi mình xíu đi, khi nào xài xuống mình quay tiếp. Thì làm cho mắm đường đi. Ai? Thì một gỗ, một thúng, không xài luôn. Nè, chứ xài ăn chưa hết. Phao. Cái này là hai chem ăn mà chưa hết, còn còn phao luôn nè, tắm luôn. Xài chín rồi xài già nè. Ai muốn ăn chín thì vú, vú cho nó chín. Ăn già thì già già đầu vô ăn ngon rồi nè, ngọt. Chấm mắm đường ha. Này chứ. Này đi chơi vòng vòng sớm. Chơi vòng vòng bớt, tại vì ăn không hết nè. Nhiều lắm luôn á. Người già trái nè. Chứ lại ngày lụm trái được rồi. Ăn nhiều quá bị yếu bụng á. Bị ải chĩa. Bị ải chĩa. Đó thì một thao, một thúng. Một gì cũng được, qua một đống luôn nè. Ê hề rồi. Bưng đi cho. Thì mà một xíu mình lấy cái bọc xong rồi mình cho bớt cái đường. Tại vì ông không có ăn hết thì nhiều lắm. Mút còn thi thàm bên kia nữa. Cũng kêu lợi thái bớt nhiều quá chín á. Với lại nó gụm. Cái gụm nãy giờ học xài mà nó rớt từ 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 hết trời luôn. Giờ mình sẽ đem cho bớt nha. Thì clip thái xài tới đây á, thì mình xin tạm khép lại. Thì cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn đã có cái nhà hôm nay á, thì cho xin một like được đăng ký nha. Thì hẹn cả nhà clip sau. Xin chào.